Hi, xin chào tất cả mọi người. How's your eyes? My eyes are getting better. Mọi người thấy mắt của chồng Ngọc không? 3-4 ngày nay mọi người không có thấy anh ngồi ăn chung là tại vì hả là con mắt của anh bị đau. Anh toàn là nằm trong phòng anh ngủ để anh dưỡng sức để anh nhắm mắt lại không, tại vì mở ra nó bị đau. Nó sáng ánh sáng chói quá cũng không được. Rất là đau nên là mấy ngày nay mọi người thấy là không có ăn chung với lại video clip, cứ nằm trong phòng không à. Rồi gia đình cũng không có đi đâu được hết. Thì hôm qua Ngọc đã dẫn anh đi bác sĩ. Bác sĩ nói là không phải sáng ngủ dậy là anh nói Ngọc là đi mua cho anh thuốc nhỏ mắt. Ngọc nói ủa tới nay cũng còn đau hả? Anh nói còn. Cái Ngọc nói không, tới nay còn đau là phải đi bác sĩ liền chứ còn không có thuốc nhỏ mắt. Anh cứ nói không sao đâu, để ở nhà đi rồi từ từ nó hết. Cái xong rồi nói không được, phải đi bác sĩ chứ không có nhổ mắt nữa. Thì tới bác sĩ thì bác sĩ nói là khi mà mình bị về mắt á là mình phải đi liền ngay lập tức ngay lúc đó, tại vì mỗi lần mà mình chớp mắt một cái á, là cái con mắt mình sẽ bị trầy xước thêm nữa thì nó sẽ không có lành đó, nên là bác sĩ là cho uống thuốc trụ sinh nè, rồi dán cái băng keo cá nhân vô trong mắt nè, rồi chích cái thuốc tê vô trong mắt nè. Thì bữa nay như vậy mới đỡ đó mọi người, chứ còn không á nằm trong phòng mà tắt đèn tối thui luôn, tại vì không có nhìn được ánh sáng á đó. Đó rồi rất là nhức khi mà mở ra mắt ra. You feel better now? Yeah, they said some of the smaller scratches you get on your eye can heal without it, but the one that I had this time was across this way. And he said if it's up and down it's okay, but if it's across this way no matter what you gotta get a bandage. Đó, mọi người thấy anh mở ra chút là chảy nước mắt không? Thấy không? Bởi vậy là nằm ở trong phòng nghỉ không à? Ừ, ông ngoại vô uống cà phê không ngoại? Uống cà phê, con uống cà phê con. Sáng mẹ kiếm cà phê. Mẹ làm gì mẹ? Mẹ kiếm lục ra mấy cái đồ ăn dư hả? Đồ ăn rồi mẹ xộn lại thế nào. Ăn cái nào không ăn để lấy ra bớt xộn lại cho nó gọn, nó sạch, tủ lạnh. Ừ, đi quên nay thì cũng thấy đỡ, hôm qua đi bác sĩ nè thấy cũng đỡ rồi. Mấy ngày trước mẹ thấy nó cứ nằm mà nó phải đeo kiếng, nó không dám mở mắt ra nó sốn á. Nằm nó phải đeo kiếng từ ngày có trời, mà giờ mình chỉ ra dấu mình hỏi thăm nó thôi chứ mẹ đâu có biết nói gì được nhiều đâu, mà thấy quá trời luôn. Nên ăn cơm có mấy mẹ con ăn muộn nhiều, tại vì ra ngoài để đèn sáng quá đâu có ngồi được. Mấy bữa mẹ cũng quên nữa. Mấy bữa thì con trai giống y như ba nó vậy, đi tới đâu đèn sáng nhà tới đó à. Mà mấy bữa mày thấy nó ngồi tắt đèn hết trơn, mở đèn lên mày sợ nó ngồi tối thui, mày mở đèn lên nó không là mẹ biết rồi. Mẹ biết mở đèn sáng làm nó sốn mắt, đau mắt em tội nghiệp. Mấy bữa đi cái nằm miết cho nó đều kiến xúc luôn, nằm trong phòng miết. Mọi người hỏi sao mấy bữa nay em thấy đang cơm chung. Bữa nay mới ngày hôm qua đi bác sĩ đó, rồi đi chưa cấp cồ khám mắt rồi lấy thuốc lấy uống, nên biết đỡ cho con tạm chưa? Tạm rồi, thấy cũng tạm rồi, nhưng mà mở mắt lâu cũng tự động sẽ bị chảy nước mắt. Vậy cũng được. Mẹ nghĩ mắt đều quên đi uống chưa? Mẹ nghĩ nó bị viêm kết mạc. Phải viêm kết mạc, bị một cái gì nó da gì vô mắt á mày biết không? Xong rồi nó bị vậy đó, không bị tổn thương chứ không phải viêm kết mạc. Bị tổn thương mắt nó yếu, tại vì hồi có lần về Việt Nam không nhớ không? Dẫn nó đi nội soi bao tử á, mà vô nó sợ quá mà ho không nó sợ quá mà mắt nó cũng bị dồn lên cái dấu đỏ rõ tươi con mắt luôn á, cả từng lễ mới hết. Mắt nó yếu, mẹ nghĩ là do hồi xưa mẹ nó sanh nó sớm đó. Rồi đó đi sinh non đi huynh rồi đó, sanh mới có 8 tháng mà. 7 tháng à? 7 tháng. Đi quên rồi đó, sinh 7 tháng á. Đó, cho nên nó chưa có đầy đủ hết tất cả cái cho đứa em bé á. Gì bà? Thế vậy thấy tội nghiệp, cái đau miết vậy nó hai con mắt cứ đeo kiếm nó ba đào lấy hai cái gối đè lên. Nằm ngủ mà còn phải đè mấy cái gối lên để cho tránh mấy cái ánh sáng nữa. Tránh ánh sáng. Ba cái chạy tới vậy luôn, ba hỏi hoài mà hỏi hoài cũng đục cũng kỳ. Để cho nó nghỉ ngơi. Thì mình cũng không hiểu, nếu mình thấy con mình nó bệnh hoạn, nó đau, cái mình thấy mình thương, mình xót. Hôm qua Ngọc với ba Ngọc với là chở đi Quynh đi nè. Ngày hôm qua chở đi khám mắt đó.
Bác sĩ vô la cho bộ mẹ. Bác sĩ nói là phải vô liền ngay lập tức. Tại vì những cái gì về tổn thương trong mắt á, thịt kiếu mà mẹ càng chớp á, là nó càng bị trầy cái con mắt của mình. Đó, mà mình cứ để chớp chớp hoài 3-4 ngày không chịu đi. Cứ nó phải để từ từ nó hết, từ từ nó hết. Nó suy nghĩ đơn giản, nó nghĩ là nhỏ thuốc sẽ hết, nên là không đi. Bởi vì mỗi mốt cái kinh nghiệm đi, có cái bệnh gì về mắt là mình phải đi bác sĩ liền. Hơn có cồ có mẹ chứ không phải là đặt hẹn bác sĩ ở bên đây chắc thôi rồi luôn á, con nói thiệt luôn á. Trời, ngoại ngày nào cũng chùi tủ lạnh, hèn chi cái tủ lạnh lúc nào cũng sáng dưới. Ngoại lấy bánh ăn sáng đi kìa ngoại kìa. Bánh hôm qua mua cho ngoại á. À. Đây là bánh này cả nhà. Bánh ăn sáng uống cà phê nào. Năm rồi. Hả, năm rồi không con? Năm rồi năm kia gì á. À, năm rồi, là năm kia 3 tuổi. Có một em ở bên Mỹ nè, Ngọc đi ăn sinh nhật chay 3 tuổi cái gửi về cho mình cái bánh này. Cái bánh này ngon lắm cả nhà ơi. Mà em đó nói là mùa Noel này mới có nè con. Cái mình nói ngon quá, bánh này ngon, cái Ngọc qua đi cất cổ. Cái này là của ở đâu ta? Của Pháp hay của Ý vậy ta? Bánh này nè. Chinturaro gì nữa nè. Make in Italy. Ồ, ở Ý nhập qua luôn á. Ngộ ha. Traditional Italy. Quá ngon luôn. Con chưa ăn thử luôn á. Bánh này bự quá. Có hai mẹ con mình mở bánh này quá lớn. Mở đi mày. Cho mọi người coi bên trong sao. Mà cái bánh này cũng rẻ lắm chứ không có mắc nha các bạn nha. Cái giá các bạn thấy bự vậy đó, hình như cái giá là như ở khoảng bao nhiêu ta? 8 đô hay 10 đô gì phải không ta? Mình đi chợ thấy rẻ quá, nhiều không? Ở trong Costco á, cô chú anh chị nào muốn mua ăn thử. Ở trong Costco hả, sô cô la cũng rẻ hả mẹ? Sô cô la của Bỉ, của đồ quá này kia quá trời rẻ. Qua bên đây nè, cả nhà biết đi vô chợ á thì cả nhà biết cái gì nhiều nhất không? Kẹo với bánh á. Kẹo với bánh thì quá nhiều luôn. Thấy mà ham luôn á, nhưng mà đó. Con thì ăn đâu có bao nhiêu. Chưa, mọi người thấy bánh chưa? Chứ còn trời ơi, bánh kẹo nhìn quá nhiều loại bánh mà nó không biết nó ngon hay không, mình chưa có ăn hết nên mình không biết, nhưng mà thấy mà ham luôn. Bánh với kẹo thấy quá trời đã luôn. Ráng cái làm rang mẫu vậy đó, cắt rang mẫu chút xíu rồi đó, ăn với lại cái gì đó. Cường á, Cường mập có khoái bánh này lắm. Ủa vậy hả? Nó lên lần nào á, mình cũng đưa cho nó ăn. Mấy ngày sau lên, cô quải còn bánh không cô quải? Cường ship bờ à? Cường ship bờ nè, ăn bánh không nè, Cường ship bờ nè. Bánh thơm, thơm ghê, thơm dễ sợ. Thơm cái nhỏ. Đúng rồi. Trời ơi. Wow. Quá thơm luôn. Ai ngủ? Chay hả? Chù cho cái phòng nó tung trực kia bà ba nó nhỏ nhỏ, nhỏ cho em mới ngủ. Ngoài cũng lo lắng lắm. Ở đây mà nói chuyện điện thoại với ba ly bên sình đem trốn vô phòng ba nó nhỏ nhỏ. Ngủ nó tuốt ở bên kia sao nó nghe được mà. Cắt xuống làm mà hồi hộp lắm. Ngày tối thì cái em thức khuya quá. Nó thức khuya ngủ mê dễ. À. Đây là cái bánh này cả nhà. À. Trong nó xốp nó mềm giống như bánh. Wow nha. Rồi ăn chắc nó có ngọt ngọt của nho hả mẹ? Ngọt của nho. Thơm thơm rượu mà nó mềm. Ủa thơm thơm mùi rượu nữa hả? Có thơm thơm mùi rượu. Wow. À, ăn miếng này uống miếng cà phê là được, đúng là ăn sáng rồi. Bữa nay ngoài trời sao bà? Nắng nóng hả? Đỡ hơn hôm qua không? Hôm qua lạnh ha? Nóng chăng quà. Hôm qua lạnh không đi đâu được, không có đi biển được luôn mọi người ơi. Đang đợi một cái ngày hả, nắng ngắm xa dần để đi biển đi đồ nè mà không có đi được nè. Không biết sao không, tại mùa anh sắp tới nè. Đúng rồi. Mùa này là mùa xe lạnh chứ không có ấm được. Nhưng mà bên đây ngon cái là hả? Xe thôi nhưng mà thấy nó mát. Mà mẹ không bao giờ chảy mồ hôi nữa phải không? Buổi sáng xe chứ buổi trưa mát. Ơi, trưa có nắng là nó mát.
Ủa, ủa mẹ về mày làm gì vậy? Ủa, có đâu còn mì quảng hả? Còn tô mì quảng mày làm con ăn luôn cho rồi, dẹp luôn. Ba ăn không? Thì còn tô mì nhiều lắm. Chia ra mỗi người nửa tô đi. Mẹ làm chung đi rồi chút xếp ra. Cứ bỏ rau, bỏ đồ vô cái ném ra là hai cha con tình thương mến thương ăn cha. Cái này tô với nhau nhiều. Ăn hết cho rồi. Mẹ có gì không đủ thì ăn cái khác vô thôi. Ba cũng thích mì quảng nhưng mà đưa cho ba nhiều nhiều đi, cho ba ăn cho no. Cái tật ba là ba ăn không có no. Vậy hả? Đây các bạn, cái tô mì quảng hôm nay thì cũng ngon không kém cái của hôm qua, sợ bữa nay cái nước nó còn ngon hơn hôm qua nữa các bạn. Thử coi. Xém xém. Bởi vậy chơi này phải cao. Chứ không cao chơi không được. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn mình chơi chưa quen cái nắp mình chưa dở cao thẳng lên được. Để mà móc qua cái gì cũng vậy phải có thời gian tập luyện. Đúng rồi. Ngày mai bắt đầu, ngày mai là đẩy cái xe rác ra được rồi ba ha. Mai mấy thứ 6 à, mai thứ 5 à. Thì đó. Một tuần ta tới 2 lần, thứ 2, thứ 5. Ủa vậy hả? Vâng. À vậy mai mới đủ. Mai mới kéo ra. Mà đó mình hả? Là mình có hẹn cô Hương chú Dũng chiều thứ 5 đúng không? À chiều mai á. Chiều mai là lễ Thanksgiving ở bên này nè mọi người. Chiều mai đi đi chơi với cô Hương chú Dũng. Đi chơi đờn đó hả? Chơi đờn gì ta? Chú Dũng muốn lên không? Ông kêu ba lại lên phụ hùng dây đờn. Mướn nước đây nè. Nước ngoài đây có nè con. Đây nước đây. Ui trời, nước sữa. Ủa chứ đâu rồi? Ai đây nè, con uống này không? Uống này nè. Đây nè. Yeah, đúng rồi. Hên ở ngoài đây có một cái tủ đó các bạn. Nên là hả, có thêm cái tủ để đựng đồ, đựng đạc đằng kia, chứ còn cái tủ trong kia không có đủ các bạn ơi. Bên này có gì không? Bên này có bánh, có đồ này kia thôi à. Trời, ai bỏ chai bia vô đây, vô đông đá chai bia luôn rồi nè. Trời đất ơi. Lấy lon nước ngọt ra uống khát nước quá. À, cô chú thấy vui không? Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa. Mẹ ơi, khu giùm con cái này. Khu giùm con cái. Hồi sáng này con order cái mấy cái trái châu mà để vô cái cây thông á. Ủa mình order bây giờ mình đi lựa mua hết không? Thì con lên Amazon con lựa. À, tưởng mẹ tưởng đi vô chợ Gót Cồn lựa. Hóa công quá, làm biến đi quá. Ở trên mạng nhiều lắm. Trên mạng còn nhiều hơn trong chợ nữa. Ba chọi chúng con hả? Đúng rồi, ba chọi chúng ai nha. Rồi con uống này nha. Nha. Không uống nước ta hả? Chạy cho nó uống nước không, chứ nó không bao giờ uống nước ngọt nha cô chú nha. Không bao giờ uống nước ngọt, cái điều đó cũng đáng mừng á. Coi ngoài có chai nước ngoài đây. Này rồi. Mát quá trời mát, đúng thiệt. Mùa này mà ở bên Florida là đúng luôn, tuyệt vời. Chứ giờ mà bên Michigan lạnh lắm các bạn. Nè, lạnh nhưng mà nước đó lạnh lên. Nước lạnh đưa cho ba. Đưa ba. Rồi đóng phụ lại. Đúng rồi, đúng rồi, giỏi. Oh yeah, ngon. Lạnh nước, lạnh nước lạnh. Nước lạnh thì Quynh đó là lạnh nước. Lạnh cold water. Tại vì cold là lạnh, nước là nước á, water là nước, thì quên dịch ngược lại là lạnh nước. Nhưng mà của mình là nước lạnh. Hà ở sớm này cũng không có mấy đứa nít nữa mày thấy không? Cũng không có mấy đứa nít mà chạy qua chạy tới chơi với nhau nữa. Và có chắc con ta cũng đi học ở đó ở nhà. Con chay là ở nhà thôi chứ ai đó là quá lạnh. Dạ, thấy chưa, mẹ nói lấy nước đó cho con uống là đúng mà. Con đâu có thích uống nước lạnh đâu, con thích uống nước
uống nước bình thường, thấy không? I'm gonna drink two of them. Trời, uống hai chai luôn hả? Nè, cô chú ơi, trời ơi cô chú coi chay nè. Đó. Đúng rồi, nó khoe giày mới của nó đó cô chú. Trời ơi, nó thích cái giày này lắm. Bữa nay bà ngoại cột tóc cho chay phong cách khác nè. Để lại đây, lại đây. Con ngồi đó hả? Xin chào lại gia đình nha. Bữa nay là đi qua nhà của cô Elizabeth chơi hả mẹ ha? Bữa nay qua thăm nhà cô Elizabeth. Để chứ nào giờ mẹ qua cũng chưa biết nhà của cô. Đúng rồi, hôm nay cô Dung cũng nói mẹ hoài. Cô Dung nói hả, phải qua nhà cô Dung chơi bữa cho biết. Cô Dung nào? Đó là cô Elizabeth đó. Ủa nhà cô tên Dung hả? Tên Dung. Trời con không biết luôn mẹ. Hay vậy ta. Trời đất ơi. Ok. Rồi ok. Rồi ba ngồi kế bên con ha. Ba ngồi kế bên con. Rồi. Ok. Rồi ok. Đi thôi. Mẹ kêu qua kêu bằng chị Dung cho khỏe. Còn mẹ kêu Elizabeth thì thấy lâu quá. Ok. Nhà cô Elizabeth rồi đây. Wow. Hồi đó con tính mua cái căn nhà con tính mua là cách đây hả ba căn đi bộ. Nếu mà hồi đó mua là ở gần nhà cô sát bên luôn á, đi bộ qua là tới luôn á. Đây rồi, ok tới rồi, tới nhà mình đi vô nhà cô Elizabeth nha. Ok đầu quá bây giờ qua đây cả tháng mấy rồi, bây giờ mình tới thăm nhà của bà cô Elizabeth coi sao. Rồi ok rồi, vô bấm chuông đây. Đúng rồi, đem đồ vô nữa, đem đồ vô. Bấm, con bấm chuông. Trời ơi, nó gõ cửa, nó gõ cửa. Ồ. Hello cô. Mẹ, ủa sao kỳ vậy? Con đang mở sao được? Ủa sao vậy má mở? Where's your parents? Ngang vô quá cô. Oh. Trời ơi, bữa nay bảy quá trời ơi. Bận đồ đẹp quá vậy trời, chị bận đồ cù lông nè. Chị. Em đẹp quá. Trời đất ơi, anh không làm gì vậy? Mưa tặng cho cô bông nè. Cho chị. Trời ơi, dễ thương không? Thank you. Yeah, thank yeah. you everybody. Yo, đi cưng. Dạ. Where's Jane? Chay là không ai mời lãng dương à hả? Jay, thank you for the flowers. What you say? You're welcome, bà. Không, nhà này không có cần tuổi già. Nhà này không có cần tuổi già chứ. Vâng. Thế thì vậy. Tại vì mình đi tới đi lui được. Đó, nhà không sao hết. Đây đó, nhà của cô Elizabeth đó. Con quay được đúng không cô? Được. Trời ơi, hello. Bà đó người Philippines. Bạn của cô Elizabeth á. Giống người Việt quá hả? Ở cho mình. Tại vì hồi nãy hai đứa tính qua nhà chị. Xong rồi hai đứa đi chợ. Cái rồi cái chị nói chị qua, cái mình nói thôi, ông đi chợ mình đi. Sai ổng mua vụ vài thứ vậy thôi nè. Dạ. Ngày mai cô đi đem lại nhà sao? Dạ. Đó. Đó mẹ, nhà cô đi ra cũng rộng rãi lắm á. Đi ra đây. Có trồng cây rồi đẹp quá. Sao cô? Trời ơi, giường tược hư hết rồi nha. Sao hả, sao hư? Không có tưới, không có lo. À. Chết hết trơn. Phải không? Còn cái này gì đây không biết nữa. Ồ, cái này là cái gì? Cái này ngọt gai nè. Giúp cá. Cái này không phải giúp cá đâu mẹ, này không phải giúp cá đâu mẹ. Cái này không phải giúp cá, cái loại đây. Đây nè, cái này là cái gì, là càng cua nè. Trời ơi, có càng cua luôn kìa. Cô nhổ, cô bỏ như là rất. Càng cua ăn ngon lắm á chị. Mình nhổ bỏ hết anh. Rồi uống không? Nó đi mua đồ ăn với ba nó rồi. Đây hồ bơi nhà cô Elizabeth, nhưng mà cô Elizabeth cũng không có bơi nên là cũng không có người clean, là clean vậy thôi chứ không có ha. Ngó thôi chứ không có bơi. Đó. Có không? Đó à, chú lâu lâu chú ra chú bơi. À, sân cô á, thì cái cỏ này thì là cỏ giả, tại vì cô không có muốn ấy mấy cái, tại vì Ngọc tới rồi nên Ngọc cũng biết nhà cô á. Bạn coi cây dừa nè. Thấy không? Cây dừa. Hồi bữa cô chặt cây dừa nào ạ? À? Đây nè. Ủa, cái cây dừa lại chặt, cô chặt cây dừa này hả? Ờ.
Ôi ơi các bạn, cô Elizabeth có một cái cây dừa nó cao lên vậy đó các bạn. Cao, cao cỡ đó đó hả? Cô chặt, cao hơn cô chặt, cô chặt cái giá, cái giá tiền công đồng. Của cái chặt là tới 1.000 đô. Cô Elizabeth là ở đây. Ồ, cô bỏ cái cây dừa này ra ngay chỗ này nè phải không? Là cô trồng lá lốt hả? Ồ oh, wow, lá lốt kìa. Cũng đây ăn mấy bận rồi. Quá lốt trời ngon không? Bò là ngon dữ lắm á. Bò lá lốt là chuẩn luôn mấy ha. Ủa còn cái này giống hẹ dữ cô. Không phải hẹ đâu con. Không có lá xăm nữa. Ủa có lá xăm luôn hả? Quá dữ rồi ta. Đây còn cái này nè. Cái này nè uống ngải cứu nè. Có ai uống không? Ăn uống gì không? Ngải cứu. Người Bắc người ta ăn xào với thịt bò hả? Xào trứng. Ôi đất ơi. Rồi sao cái nào chết đâu mà cô nói chết hết? À bên kia kìa. À cái này là lá xăm xong của cô nè. Nào giờ có giò uống chưa? Có à, quá dữ luôn. Ấy nè vậy. Ôi ôi coi kìa, coi cái gì đó. Mồng tơi kìa quá trời không. Quế nè. Còn cây ớt đâu cô? Cây ớt trong nhà. Ớt nhà. Thơm. Thơm ha. Ba đụng vô con nghe thơm á. Ừ. Hồi là lấy cây gì không? Đúng rồi chị. Cái này nè. Cây nào? Lấy gì làm giống ha? Cái này phải không? Đúng rồi đó. Thơm quá. Còn ngoài kia đủ thứ. Ủa cô cây này giống cây ổi hả cô? Không biết nữa, của chủ kia để lại. Cái này ổi đó nha. Ổi đó, ổi đó. Nó Mỹ ổi, mà làm sao nó biết ổi. Ổi đó cô. Ổi nha. Ổi đó cô. Ổi đây nè. Ủa chị về đây lâu chưa chị? Gần được năm rồi. Dạ. Cái này phải đào trồng mới được. Cô về cách con 4-3 tháng. 3 tháng. Cô về cách con 3 tháng cô mua ở đây. Xém chút con với cô là nay bờ con mua cái đi bộ qua, đi bộ qua là con nói là trời ơi, kỳ đó tiếc ghê vậy đó nè. Không phải tiếc gì, con cô dưới căn đó con có thích với là không đúng hướng phải không? Dạ không đúng, không cái hướng cũng được á chứ mà con không thích ở bên trong à. Đó con Ngọc qua Ngọc Dương Ngọc coi rồi đó chứ, trời ơi không có duyên làm kế bên mà. Không có duyên làm kế bên này là bông giấy nè mẹ nè, giấy này hai màu luôn đó, cây dừa cổ đó mẹ. Cái cây dừa của cổ á, hồi đó bên kia kìa nè, nó cao bằng cây này nè mẹ. Người ta vô chặt của cổ, chặt cổ 1.000 đô. Cổ nói 11 có chặt kêu cái ông của con. Con làm video cho con coi. Có, con có thấy. Lúc đó trời mưa, cái ông đó ông qua trễ mấy tiếng hồ nhớ nói chuyện con không? Dạ, rồi nó ổng leo thang. Leo thang, dạ. Nhớ ông cao thiệt là cao, ổng phải leo thang. Đúng rồi. Kệ nó chị em đốn giờ đó. Để cho đẹp. Trời ơi đốn một lần rồi mà nó không chết đó chị. Ừ, sao vậy? Sao đốn vậy? Con thấy để cái góc đó đẹp mà. Con thấy để vậy đẹp mà. Tính trọng gì ăn. Đốn một lần rồi mà nó mọc trơn lên trở lại đó. Dạ. À, ngộ ha. Nó lên cao đó, chị bẻ cái cành nó cho ba. Nó đẹp. Dạ, ở ngoài trước cũng đầy hết con cây. Ba, cái cỏ này là cỏ giả nè ba nè. Giả hả? Dạ, cỏ giả. Làm cỏ. À. Khỏi làm cỏ, khỏi tưới nước, khỏi chết, khỏi xịt gì không công. Lê chị à, chị ăn hành đó cái chị gắm xuống cái nó lên. Dạ đó, mỗi em đi chợ em mua em trồng được 6 bụi. Ồ hành này là con là siêu trồng hành nè con. Ờ. Cô nhớ ở trên Michigan mà trồng cũng được. Trời ơi con là siêu trồng hành mà. Trời có hồ bơi luôn á hả? Có cái cô không có cháu ở đây. Có mình cô với chú ở đây à? Ba gì? Gì ba? Cái này ấy nè. Cái này là giếp cá nè. Cá nè. Đúng rồi, giếp cá. Giếp cá. Coi tiết tô của mình nó đang nông nổi vậy nè. Thôi. Tiết tô này ngọt gai nhiều ghê. Ngọt gai. Tiết tô hả cô? Cái này là tiết tô hả cô? Đó đó. Tiết tô lên cao. Trời ơi coi kìa. Rồi lá lốt nữa kìa. Ôi cái trái gì đây? Đừng nói trái này trái bưởi nha. Không biết trái gì nữa. Ủa bưởi ha cam đây. Bưởi trái bưởi. Chủ trước để lại á. Ồ. Cái bưởi. Ồ nó quằn nhánh luôn á cô. Cái bưởi. Cái này là kinh giới nha. Trời ơi cô có cái nha đam luôn kìa mẹ kìa. Ba chậu nha đam bự chà bá lửa luôn nè. Các bạn thấy ở phôi đa không? Phôi đa trồng trọt đã lắm. Mấy cái cây này Việt Nam mình là dưới quê Bến Tre có nhiều nè. Cái cây xoài ổng đốn còn có nhiêu đây. Đó, Bến Tre có những cây này nhiều. Cây xoài này nó cao lên tới cây kia kìa. Sao cô đốn vậy, ủng vậy? Nó có ra trái không? Có hả? Có mà ít lắm. Mà ở đây trời ơi, xoài gì mà sóc đồ này kia nó ăn hết trơn rồi. Y quanh nó ăn hết à. Cô năm trái bự riễu vậy nè. Cây này giống cây cao quá vậy. Mà
Cao phải không? Cao đó ba, cao kiển đó ba, kìa ba coi kìa. Đó, cao kiển đó, quá trời trùm trùm đúng đó. Trùm đẹp ghê. Cái này là lấy hộp về rưới là nó lên nè. Dạ. Cái nào cô? Chứ tôi. Dạ. Còn này kinh giới nè. Cũng có hộp rồi đó, để cho nó có hộp đặng rớt xuống đặng lên. Hôm bữa đẹp lắm. Bên coi nhà bên kia có cây cao đó, cây gì giống cây xoài dữ kìa. Cái này là cây xoài đó. Dạ. Trời đất ơi, gần ngàn trái. Rồi, cái gì dữ vậy cô? Gì ghê vậy? Cái gió thổi đó. À. Rụng lên mình. Gió thổi rụng qua đó hả? Cái con rụng của ăn ở trên. Cô nói cái nào mà rụng qua đây là của tao nha. Nó nói ừ được rồi. Có mấy cái cô không thấy tại vì nó nằm ở trong kẹt này nè. À. Cái nó thành cây nhỏ. À. Cái cô mừng quá, cô đem qua đây, cô để hôm nay cái nó lên được một chút về cái con sóc cũng ăn luôn. À. Ngộ ha. Tối ngày cứ đi lượm xoài của người ta ăn mà mỗi lần gió thổi cái mừng lắm. À. Trời mưa, sắp trời mưa cái gió thổi đó. Cái cô ngồi trong nhà cô đợi hết nghe lục đục chạy ra. Cái cây này nè, cái bà này bên cho nè, bà nói cái cây này uống cái cây này sống đời đó. Sống đời à. Sống đời con. Con phải đem về đi, cô có nhiều lắm đằng kia nữa kìa. Phải cho nhiều lắm. Sống đời đó làm sao uống đó, cái tôi. Này mình chặt ra rồi mình nấu nước mình uống như trà vậy đó. Bà nói vậy đó. Dạ. Bà không có lấy cái cành phải không? Lấy lá. Dạ, lấy lá không? Ờ, đúng rồi. Con đem về đi, còn ngải cứu nè, nó lên tùm lum nè. Nhà ai cũng có hồ bơi hết ha. Ở bên Florida này nhà đa số, tới 80-90% nhà có hồ bơi. Cây này giống là cây mai nè. Tại vì nóng quá ha. Với lại con biết sao, đất ở bên này mỗi một cái nhà là một cái khu vậy. Còn cái này là cái khu của đại hàng. Cái hồ bơi. Hôm bữa mình có đem qua cho... bảy mấy cái giáp dạ, cá rồi đó em cũng ghim rồi đó. Bữa nay nó có lên chưa, nó có sống nổi không? Chưa lên, em thấy chưa lên héo héo nó. Chưa ba bữa giờ sáng nào ba có tưới cây không? Có, sáng nào ba cũng tưới mà thấy nó héo à. Dạ. Biết sao không, hồi bữa cắt cây á, hồi bữa cắt cây cái làm cây con chết trơn á. Cây con gì chết trơn ba. Ví dụ như nhà này ba ra đây ba ngồi cũng mát à ba hả? Ngồi đây mát mẻ luôn. Cái này cái chậu hả? Cái chậu mát, ngồi đây mát. Ngồi này. Trời ơi, coi cái ớt rồi ba nè. Ớt kìa. Trời ơi, đã không? Ớt kìa. Trời ơi, đã không? Mình làm có làm trà. Được rồi chị, ngồi chuyện chơi, được rồi, vui chơi. Bàn có bộ bụi nha. Coi cái này là cái gì của ổng biết không? Súng. Làm gì cô? Bắn súng. À, cái đó là để bắn súng á hả? Tập. Tập ở bắn nhà hả? Ở đâu cô? Để ngay đó bắn đó. Biết làm sao không? Đặng ổng bắn iguana với lại sóc. À. Cái súng này súng nhỏ để bắn chứ không có chết đâu. Dạ. Mà nó bắn có mấy con, nó lại ra ăn trái của mình đó. Dạ. Đó. Mấy con sóc á. Sóc đồ này kia vậy đó. Với con iguana không biết tiếng gì. Con cũng không biết luôn. Nó giống con cắt kèo mà nó bự mấy thước lận. Không. Ở đây nhiều lắm á. Ờ dữ vậy trời. Có hỏi em thấy con bự vậy nè, con đó là con gì? Có đuôi dài. Giống như kỳ đà, kỳ nhông mà. Nó màu xanh, giống như kỳ đà vậy mà nó màu xanh nó không bự lắm. Kỳ đà, dạ. Mà tụi ở hòn đảo này, hòn đảo kim nó ăn đó, nó ăn như là thịt gà vậy đó. Con nó ăn được hả? Được. Dạ. Tụi nó ăn dữ lắm con. Con lên YouTube con coi thì mấy người Việt Nam ở trên đó cũng ăn vậy. Nè kia hồi lấy mấy con đó dạng lắm. Có cái cây sống đời gì á. Có người là có à, chứ là nó. Ồ cô cũng có cái gì đó lá dứa nè. Với lại cây lá gì mà lấy cái màu đó. Nhà cô Elizabeth á, cái khu này nè. Mà được có biết làm gì không? Làm cái hòn non bộ trào bỏ mấy con cá xuống. Đây nè, cái này nè. Ha. Cái này là chi? Làm cái hòn. Lá cẩm. Phải lá cẩm không chị? Phải. Mình trồng mình biết mà. Vậy hả? Nấu rồi ra nước màu tím hả? Cái này màu vàng. Màu vàng. Quý hả? Lắm. Ừ. Yeah. À, nó cẩm màu vàng. Nước màu vàng hả? Hay còn, gì ta? Còn cái này là trái. Con này là con thằng lằn nè. Trái
cái gì mà nó màu màu cam đó, mình nấu xôi đó. Gấc. Đó, cây gấc đó. Yeah. Muốn lấy không? Nè, Ngọc nè. Gấc đâu cô? Đây là cưng. Cô có một cây rồi sao lấy? À, hai cây trồng bên kia để coi con sống không? Ngọc thẻ nè. Đúng rồi. Ồ, nhà cô nhiều cái trời đất ơi, coi cái này nè. Bây giờ muốn hái không? Cô gì cô cũng hiếu là. Để cô lấy cái bao cho hái hết thằng thịt cua đi trời. Trời ơi, càng cua qua ba con các bạn, nó càng cua này mà. Càng cua ba biết mẹ làm gì ngon nhất không? Thịt bò. Đúng chính xác. Mẹ làm càng cua xào thịt bò ngon không? Ngọc ơi, cô hái cô bỏ thùng rác đi. Rồi, hủng không? Trời ơi, cô bỏ hái cô bỏ thùng rác cô dục hết. Ghê không, càng cua này ngon lắm á. Đâu cần cô này là tuyệt vời, ba là chuyên môn ở Bến Tre rồi, ba ăn cái này không đúng rồi. Cũng vui ha. Đó cô chú giờ là cứ vòng vậy á cho nó hết là bỏ vô. Mấy này chắc không ăn được phải không? Sao thấy không có xanh dạ. Cái đó là phải thôi đem về á. Không đem về gắn ở nhà, cái này đem về gắn ở nhà nè. Không trồng xuống rồi nó lên à, con nghĩ trồng xuống rồi bỏ nước vô lặn lên nè. Đó đó, mấy cái này nè mà hột nó rớt hết chứ muốn một còn hột là nó lên. Lấy hết đi, tại vì nó cũng vô thùng rác ở bên này mà. Nó mọc như là cỏ dại vậy đó, thành ra phải rồi vô rồi đó con, vậy được rồi đó. Một lấy lên còn cái này cà ri á. À cái cà ri hả cô? Ừ. Chị giống này là mình đi lại chợ mình mua hay lại đâu, chị có nhiều giống chứ hả? Bạn bè share nhau à. Bạn bè chia nhau ăn à. Đó, chị nhỏ chạy mấy cây chữ gì em đậu. Lấy hết đi, anh chỗ nào anh thấy là anh giật nó lên. Tại vì cái này là cỏ. Ồ, con không biết chứ con ăn theo mấy cái, nó cứ dưới cho cái này là... Ngò ôm có lý á. Ngò ôm con thích ăn thơm. Ngò gai chứ à, để nguyên nha, đó, đúng rồi. Nè. Rồi vậy chứ mong mốt lạng quảng mọc nữa. Mọc hoài ha, trời đất ơi. À. Mỗi mấy tuần là phải đi ra làm, bốc lên đặng vít đi. Vít đi. Nhỏ, cái này nhỏ còn nữa còn nhiều lắm. Trời ơi, đi kiếm, mừng quá, ai lấy tôi mừng lắm á. Trời ơi, hôm bữa con đống này, con nhỏ trong kia, con nhỏ Philippines nó hái rồi. Nó không à, cái này xả. Xả rau răm nè. Xả nè. Trời ơi, còn hai bên hông rau răm nè mẹ. Cỏ nhiều lắm Ngọc à. À, này rau răm nè, đúng rồi. Ngọc ơi, rau hai răm. Bên hông cây cỏ nhiều lắm. Dạ. Hai bên hông á. Cây ớt nè. Cây ớt này không biết nó ớt gì vậy nha. Dạ. Lấy không anh? Cô còn không? Thì cái đỏ đỏ của cô đó. À, cái đỏ đỏ của cô còn hả? Cái này không biết loại nào. Trồng liền rồi nha. Trồng liền chứ. Trồng liền là xong luôn á. Không trồng liền là xong á. Lá lốt hồi bữa cô làm cho con sao tới giờ chưa lên nha cô. Cô nhớ không? Chết rồi. Chết rồi à? Lá lốt hồi bữa cho con nó chết rồi. Con không có húng của ăn phở. Chưa, đúng rồi. Con không quế. Không quế được rồi. Ok. Hôm ghê không? Mới để vô đây mà nghe cái mùi thơm quá. Ok. Rồi còn nãy cứu lấy không? Rồi được rồi. Ngải cứu thì Ngải cứu thôi, cô không có làm gì nhiều với ngải cứu. Không uống thuốc, không uống trà. Mẹ đang hái càng cua kìa. Càng cua thì đó mọc lên nhanh dữ lắm. Cua thì mau lắm, càng cua bây giờ mình để xuống cái chỗ mình đó hả con. Dạ. Yeah. Và tưới vô là cái gì đấy, bữa sau là hái là ăn. Mệt nghỉ luôn á. Có kinh giới nữa kìa. Rồi không, quá được luôn hả ba. Ok rồi. Sao cô? Cúc lộn rau răm này sao thấy nó còn yếu xìu à? yếu quá để cho nó mạnh đi. Còn cái này giống đu đủ nè, thì đu đủ đó con. Ôi ở đây hả, đu đủ hả, ăn bỏ hột xuống là nó lên nè. Ê còn cái này nè, cái này là cái gì mà nấu với mồng tơi cũng được đó chị. Bồ ngót hả? Lá bồ ngót á. Cái này hả? Ừ. Này lá bồ ngót á hả? Đó, ờ đúng có... rồi, đúng rồi. Bồ ngót. Có hai ba cái là để kiếm. Bồ ngót á là chị nó trồng ở ngoài đất á. Dạ, cái này mình mới dọn về đây đem theo. Dạ, trồng ngoài đất á nó mới ra nhánh ra kiếm. Được nhiều. Mình có một hai cây để đi kiếm cho chị. Thôi được rồi chị ơi. Thôi được rồi. Được rồi cô ơi. Con cô sát bên đó mà. Sát bên này. Để nó lớn rồi mình chia nhau. Lớn mình chia nhau. Ừ. Nè ba, thấy nhà cô Elizabeth rượu rồi ba nè. Trời ơi. À.
Cái này là rượu ấy hả? Rượu đỏ với rượu trắng được mà. À. Này cháu nội của cổ nè. Đó, cháu nội cổ á. Trai ha. Con trai của cô Elizabeth cũng like giống như là có rồi, mấy trái rồi. Cái gì hả? Dạ. Trời nhà rượu. Tranh á, tranh đem từ cái nhà cũ qua tới nhà mới hả cô ha? Sao con? Tranh á, đem từ nhà cũ ở chỗ. Tranh đem từ nhà cũ qua nhà mới mà cái nhà mới không đủ. Không có đủ chỗ, nhà cũ bự quá. Dạ. Nhà kia bự quá, nhà này nhỏ. Dạ. Nhà này nhỏ, nhà kia hồi đó lớn hơn nhà này luôn hả chị? Bằng 2. Trời ơi. Quá trời lớn luôn. Nên là cổ về đây có cô bị dư đồ nhiều lắm. Nhà cổ 4 phòng á, hả cô hả? 1, 2, 3, 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ. Mà thiệt ra cái này cũng là phòng ngủ luôn, mà nó lẫn làm office. Đó là 5 phòng ngủ. Quá trời, cái tranh luôn á. Tranh thì dẻ này nha. Dẻ hả con? Dạ. Yeah. Cuộc tranh này mắc lắm chứ không phải đơn giản đâu. Rồi thức á. Phải không? Rồi tranh nhiều lắm, còn dài dài đấy nữa nè. Nhưng mà cô mới mua cái condo mới nhớ không? Dạ. Rồi thì cô sẽ đem xuống bớt. À đúng rồi, chứ đúng đây rồi. Nhiều quá. Đây nè, đó rồi, còn quá trời tranh đâu. Đi vòng vòng, đi vòng, vòng tham quan đi cho mẹ. Ừ. Tham quan không? Mấy cái bình thứ này, mấy cái bình này đẹp nè. Rồi cái bình này lâu lắm rồi đó. Trên 100 năm của bà ngoại cô đó. Kỷ niệm luôn hả? Quá trời không? Ẩm qua đó, trời ơi, trên 100 năm. Của bà ngoại cô. Bà ngoại của cô Elizabeth là cô Elizabeth đó, bà ngoại cô ngày xưa. Bà Nguyễn Cẩm, bà Nguyễn luôn anh Công. Bà ngoại của cô Elizabeth là bà Nguyễn ở Mỹ Tho 100 năm trước hả? Yeah. Wow. Không phải, nghĩa là 100 năm trước cái bình này trên 100 năm. Dạ. Yeah. Bà con muốn nói là bà ngoại của cô giờ cũng trên cái 100 năm chứ rồi. Chứ sao cô 7 mấy rồi? Thì đó, bà ngoại cô cũng trên luôn. Bình quý nè. Phải đơn giản mình này đâu. Bác không khoan, bán lại cho con 1.99 được không? Bây giờ cô kể chuyện ngu cho nghe nha. Chuyện kể chuyện ngu hả? Cô ngu lắm. Trời đất ơi. Cái hồi cô qua đây là cô còn nhỏ mà. À. Rồi cái hồi hai mấy tuổi đi về. Về Việt Nam. Má cô nói, nè đem ba đồ của bà ngoại mày qua. À. Cái cô nói, thôi, đồ xưa ai muốn con đồ Mỹ khác. À. Cái bác bắt mấy lần. Dạ. Thôi kỳ đó đem qua. À. Đem qua mà cái này tại vì nó 100 mấy tuổi thành ra nó không có sáng sủa. Dạ. Trời ơi con lấy cái đồ chùi chùi son mà cái này vàng mã của người ta mà cô. Cô đánh văng hết trơn. Đất nếu mấy là đẹp hơn nữa. Này ở đây đánh rồi đó hả? Cô đánh rồi hả? Thì nè văng hết trơn cái này là đánh là 40 mấy năm nay rồi. Cái đồ chùi son đó nó nhám mà đánh cho nó bay cái này ủa. Ừ, bà. Còn cái này nữa. Trời đất ơi coi nè. Không có biết. Trời đất ơi thì đâu có con. Đâu có biết ba cái đồ này là đồ quý đâu. Ồ cô còn những cái mà đôi cô còn mấy cái đôi đũa với lại cái chén dĩa cổ không? Cô đang kiếm. Cho mẹ với ba coi. Dễ sợ ha. Dễ sợ lắm á, không phải đơn giản đâu á. Hồi xưa mà nói bà Nguyễn ở với tỉnh Tiền Giang á là dữ lắm. Đang kiếm. Cho nên là có nhiều cái đồ quý lắm. Trời ơi, nhà đồ cẩm sa cừ không à? Trời ơi, đã quá ha. Cẩm sa cừ mà là cẩm sa cừ dữ thiệt luôn á. Dữ luôn á. Mới dọn về mà không biết để đâu, giấu ở đâu nữa chứ. Chắc giấu bên kia thì... Ê, con rùa này sao cô? Con rùa này thiệt hay giả? Con rùa này gỗ. phải rùa này. Gỗ mà. Gỗ hả? Gỗ ha? Gỗ mà đẹp quá không? Dạ, quá đẹp. Đẹp á. Vậy là nhà cô là toàn đồ quý không? Nếu mà hồi xưa mà chị đem qua nhiều á. Cổ nói cổ. Rồi bàn ghế nữa mà cho hết trơn nè. Vậy đúng không? Không có chỗ nè, có cái bạn mà biết cái ông mà gọi là Thành Lễ. Hồi xưa cái ông Thành Lễ là một cái ông vẽ. Dạ. Vẽ trên sân mài, nghĩa là có tiếng ở Sài Gòn. Đúng rồi, Thành Lễ. Ông vẽ cho con một cái bàn, cái bàn vậy nè. Mà ổng vẽ một cái con gà khơi con công mà có cái đuôi dây lên vậy nè. Chắc là tâm. Đó. Thành Lễ. Không ai ưa hết trơn. Đá qua đá lại đứa này đứa kia, đá qua đá lại bên này nè. Đem qua được tới bên này mà tụi này đá với nhau không đứa nào lấy hết trơn á. Rồi còn bốn cái tranh. Một cái tranh này có mấy ông tiên chèo thuyền. Mà sa cừ hồi xưa bây giờ nó lấy cái vỏ của mấy cái con ốc á.
không? Nó làm xa cừ, còn hồi xưa là xa cừ thiệt. Dạ đúng rồi. Rồi màu dữ lắm, quý màu mà. Chiếu đường xanh đồ đủ. Rồi bà ngoại mình có cái khai ăn trầu nữa, đem qua hết. Rồi mấy đứa cháu nó đi chạy nạn, nó qua nó không có gì của gia đình hết trơn. Dạ. Cho tụi nó để nó có cái gì của cái gia gì? Đình. Dạ. Dạ, tại vì nó cũng là cháu ruột, nó, cái đó bà ngoại mình là bà cố của nó. Dạ. Thành ra tụi nó đi qua tay trắng mà, dạ, đi chạy nạn. Thành ra mình đưa cho nó đũa ngà, đưa cho nó khai bà ngoại ăn trầu, ngoéo ngoéo. Dạ, dạ. Dạ. Cái đó gọi là... ông nhói, ông quái ông ấy, gì đó. Dạ. Đưa tụi nó để tụi nó giữ cho, dạ, kỷ niệm. Dạ. Rồi còn cái đũa ngà đó thì là mình giữ dài đũa đôi, còn cũng đưa cho tụi nó nhiều lắm. Dạ. Phân chia ra, mình đem một bộ thì 12 cái mình phân chia ra. Dạ. Nhưng mà đây là để đem ra cho coi. Đó, các bạn bữa nay các bạn biết thêm về cô cô Elizabeth. Mai mốt mà bình bông nó mất là biết con lấy nha. Sao con cháu? Đã cô nói là cô chia cho con cháu mà. Tại vì con đọc sách đây hả chị? Trời ơi, cô Elizabeth ngày xưa nè. Wow, mẹ nè. Đó, đẹp quá. Quá chưa? Quá cỡ chưa? Hết sức rồi. Ồ, cái hình này là lúc cô với chú là cưới nhau nè. Hả cô hả? Đúng rồi. Này cô với chú làm đám cưới nè. Trời ơi, cô nè. Quá cả hả? Cô Elizabeth nè. Trời ơi, cười con duyên ghê ha. Dạ. Đây là những cái chiếc máy bay mà ổng bay nè con ạ. Đâu con? Ồ, là ghi lại ngày xưa là chú bay mấy cái chiếc này á, British Airlines nè. À, bay từ hồi còn bay bay nhỏ rồi từ từ lên. À. Cái này là trước khi ổng hưu trí nè. Ồ, ba chiếc đó là trước khi nghỉ hưu đó. 747. Dạ. 400 hành khách. Mà nó bay cái này là ở trên núi của cái Hong Kong. Dạ. Hay quá, chụp cái tấm hình nó đẹp quá. Professional chụp chứ làm sao mình chụp giữa trời vậy. Đúng rồi, dạ. Con chó nó của ai cô? Con chó của cô nó chết rồi con ạ. À. Khóc cũng chết vậy. Cái phòng làm việc, cái phòng đọc sách chỗ đây thấy rồi cái nhà condo mua chưa có close mà cô đã mua đồ cho đem xuống đó rồi, thành ra để đầy ở đây. Bữa cô nói close rồi mà. Trời ơi, cái ông đó ổng già, ổng chết mà ổng có để will lại. À. Cái là năm đứa con nó fight với nhau để nó lấy. Trời đất. Thành ra bây giờ nó nằm ở trong này. Chén hả cô hả? Hồi ba cái này là ba hồi bữa cổ cho bạn cổ mượn á ba. Mà bể một mớ rồi đó. Bể mấy chục cái không cô? Không, hai ba cái. Hai ba cái hả? Để kể cho nghe câu chuyện, đặng sẵn cho coi thì phải kể luôn. Rồi, câu chuyện. Nó... cái gì cũng có câu chuyện đằng sau. Hello Uncle Derek. showing Vietnamese stuff. Oh, okay. Tại nơi, nó, chồng nó làm một cái ông gì, commander của Navy của Mỹ á. Dạ. Làm lớn lắm. Trời ơi, rồi ổng mới làm cái này chắc mấy chục năm hả chị hả? Cả trăm năm ngoại mình chứ. Cả trăm năm đó mẹ. Chung một đời với ba. Cái này là chén sứ hả con hay? Này gọi là chén gì? Tiếng gì làm sao không biết được. Nghĩa là đồ cổ á. Kiểu mà chén kiểu. Mà có bịch bạc ở trên nè. Hồi xưa là gọi là chén kiểu á. Có bịch bạc đó con. Phải không? Cũng bịch bạc hết trơn thế thôi. Gõ kêu bong hả ba? Cầm nó nhẹ lắm. Để nói cho nghe cái rồi cái nó mượn. Nó mượn để nó đãi khách quý của, yeah, chồng nó làm lớn ở trong Navy đó. Mấy là biết rồi. Cái bắt tiền nha. Không mượn à. Cái mình nói trời. Mà gọi là bác tiền hả? Ừ. Đó, đũa ngà có bịch bạc nữa nè. Cái gì cũng bịch bạc hết trơn. Cái này gọi là đũa ngà ha cô? Trời. Bằng ngà dối. Ngầu ghê không? Bây giờ kiếm nó có cái này đâu chị. Làm sao có nổi. Nó đâu có cho lấy dôi làm đũa nữa đâu. Kiếm này không có rồi. Cái nó đem, nó mượn, cái nó đem lại tới cửa. Đó là lần đầu tiên con thấy. Mình dặn nó là phải kỹ, không? Đừng có làm rớt nha. Để cô cái kể. Nó giơ cái tay lên, nó ôm cái gói vậy nè. Nó giơ cái tay lên để nó nhấn chuông nhà mình để nó trả đồ lại. Cái nó làm rớt cái bịch. Làm rớt cái bịch. Rồi mấy cái dĩa ở dưới nó bị bể. Bể nhiều hết chị, bể mấy cái. Trời ơi, cái này là 40 năm nay rồi. Thành ra nhớ cũng chừng 4-5 cái. Dạ. Con rồng lần đầu tiên Ngọc thấy luôn mẹ thấy mà, chưa
thấy. Mày thấy nào? Mà ở ai có mày thấy? Cái hay cái dở là ở dưới này nè. Có mấy cái. Ồ vậy hả? Ở dưới nè. Đời 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 vua gì ở dưới. Cô có hả cô? Làm sao mình đọc được, mình đâu biết tứ tạo. Đúng rồi, đâu không biết đọc nó chiều nào cho đúng rồi chứ. Trời đất ơi. Hồi xưa nhà cô ăn cơm mỗi ngày là bằng cái thứ này với đũa gà không hả? À. Mà chị ở nghẹt ống cống á, mà chị không có biết đũa gà là nó quý. Dạ. Yeah. Tại vì nhà cô ăn mỗi ngày mà. Dạ. Yeah. Chị lấy cái đũa gà chị thọt ống cống. Ai? Người ở, người làm á. À, người làm nhà cô hả? Cái chén này nhẹ đúng không? Nhẹ là mới đúng, mới quý. Phải không? Cái chén mà nó nặng là không có quý. Nhiều ghê không? Có cái cỡ này lớn hơn nè. Cái này là để cái chén nè. Cái đó là để cái chén ở trên đó. Ồ. Còn sắp, cái này là khác nè. Sắp ăn cơm là mình phải để vậy đi hả chị? Phải để vậy nè. Rồi đũa gà có cái đồ gác nữa. Trời ơi. À đúng rồi, có đường gác đũa gà lên. Còn cái này là cái lớn là hơn. Từ nhỏ là cô ăn cơm là người làm ta ship vậy đó. Giờ mà ăn cái này mỗi ngày nè. Ừ. Chứ không phải là cái đồ mà... Ba lần đầu tiên thấy không? Ba biết cái đồ này là đồ cổ lâu rồi nhưng mà bây giờ lần đầu tiên mới được đụng lại phải không? Còn mẹ là mẹ nói ăn chưa, ngày xưa ai có? Nội mẹ. Ông nội của mẹ. Người nhà miền Quế á, dạ. Ba này ở miền Trung. Trung. Dạ. Không biết nhưng mà ít sống này còn ông nội của mẹ. Người Mỹ Tho Bến Tre. Ông nội của mẹ là ba của nội, ông ngoại hả? Là có. Thì đời đó đó còn có. Đó là có. Con phải nhớ cô lớn tuổi hơn mẹ con. Mà cái này bà ngoại của cô lận mà. Ừ. Mà bà ngoại cô là bà Nguyễn Cẩm đó. Dạ. Yeah. Bởi em, ông nội em hồi xưa cũng có ít. Có ít. Còn nhà của bà ngoại cô thật sự nói quá trời ha. Quá trời đồ tốt không. Mà qua tới bên Mỹ mà chị đem sang. Trời đất ơi. Đây là quý dữ lắm. Mình đâu có đem chị. Má mình bắt ép buộc. Trời ơi, bà làm thùng rồi bà. Đây nè, ghi chữ nè, grandma nè. À. Đây ghi chữ bà ngoại nè. Đồ kỷ niệm của ngoại. Mình không có đem, nó ba cái đồ này, tôi bên Mỹ tôi không có xài. Đem qua. Trời, bây giờ mới biết là quý quá nghe. Má mình đó, dạ. Để vô thùng, đem lên phi trường rồi bắt buộc. Bắt nhà chứ bắt... mình ở bên Mỹ mà mình đem này qua làm gì? Nhờ bắt buộc nên nay có. Rồi bây giờ để nói cho chị nghe này. Cái chuyện này nữa. Bây giờ mình mà chết cái con mình nó cũng không có để ý đâu. Đúng rồi, không biết cái này mấy đứa. Đúng rồi, mấy ảnh người đâu. Mỹ luôn mà đâu không biết. Thành đâu. Ra cô mới cho mấy đứa cháu. Tại vì cũng bà cố của tụi nó. Đúng rồi. Mà tụi nó biết thưởng thức. Bởi vậy đứa ngà 12 cái mà bây giờ còn có 2. À. Tụi nó có một vài đứa nó để trên bàn thờ, để đũa trên bàn thờ với mấy cái chén này nè. Gọi là bắt tiền. Không, nó đem mấy cái chén này với đũa về nó để trên bàn thờ cúng ông bà đó. Ừ. Mà con thấy là cái khác là cái nào cũng có bịch bạc ở xung quanh cái miệng hết trơn. Yeah. Ừ. Nhẹ dữ lắm. Cái chén hồi xưa mà chén tốt á. Bởi vậy thành ra nó làm bể cái đục. Bể cái đùng. Thầy coi chưa? Bể xuống. Bởi vậy thành ra bây giờ cái nó nói xin lỗi bây giờ bao nhiêu tôi trả tiền lại tôi nói, thôi. Đồ của bà ngoại tao mày hỏi bao nhiêu. Không có tiền nào mà mua được hết trơn. mà bây giờ cô không có bao giờ cô cho ai mượn. Đúng rồi, thôi đừng con mượn. Không con cũng mượn một trăm mấy vài chục năm rồi mà con thấy cái trong này nó không có bay. Dạ. Phải không? Không bao giờ nó bay được mấy cái này ở trong con mấy cái mặt ông tiên ngồi nè. Dạ. Rồi còn cái tẩn xa cừ. Cái đó là dễ của ông tiên á hả? À. Mấy này là mấy ông tiên á hả? Ừ. Nãy giờ mẹ nó bắt tiên đó. Bắt tiên nè. Thằng niên bắt tiên con tưởng nghe cái tên chứ con đâu biết. Có cái tranh xa cừ mà xa cừ thiệt chứ không phải xa cừ bằng vỏ ốc. Bây giờ nó làm bằng vỏ ốc không ở bên đây mà cô chị còn giữ nhiều quá trời luôn, quá là hay rồi, luôn rồi. Quý nhất là cái khai ăn tàu của bà ngoại đó. Ừ. Bảy. Dạ. Nó cẩn sa cừ mà này là mà ngày vô hả ba? Những sợi dây bông mà nó nhỏ vô mình ăn đồ ăn à. Mà nó để sa cừ vô được cái này chắc cũng bạc luôn. Bây nè bây giờ đâu có làm được vậy. Ngọn hả ta, sao người ta bó cái này vô được hay này ta? Không phải sa cừ thiệt, không phải sa cừ sa cừ thiệt. Vẽ nguyên một bức tranh luôn. Hôm bữa nói với má con mấy vòng vàng được của má con đẹp quá. Sao?
đồ cô kiếm chưa ra. Trời. Nhà cả nó vậy đó con, giấu giấu sợ lắm. À. Rồi để riết hồi kiếm không ra đâu, luôn, nó lặng nó quên nó tiêu. Đó. Vậy đó. Khổ vậy. Ôi, nước uống. Thôi khỏi đi con ơi, thôi được rồi, chưa ăn, con là ăn, con ăn. Nước uống là con xin cô liền ngay lập tức à. Thôi ba là ba uống nè, con uống em. Ba uống chứ. Chết rồi. Mày uống say ngon nhé hả? Dạ. Ủa cái sụn quy cái mập của con chú uống hết rồi phải không? Uống hết lâu rồi. Để hàng mới về con đem qua. Chú ổng muốn cái sụn quy cá mập của con á. Ừ. Dạ, ổng muốn được lắm. Dạ. Tiền thì mới lấy. Thôi. À, bây giờ trong lúc mình làm trà thì để má con mở cái quà của cô. Quà cô làm sao? Quà sinh nhật. Là sao? Xin lỗi con với ba con, cô không có quà sinh nhật. Quà sinh nhật của ai? Quà sinh nhật của ai? Của cô chứ của ai? Cô tặng mẹ. Ủa mẹ con sinh nhật ngày nào? Christmas. À, trời dặn tặng gì sớm dữ hả? Chứ con đi về. Chưa, con chưa có về. Trời đất ơi. Giá cả còn nha. Trời đất ơi, sao cô tặng sớm dữ hả? Neiman Marcus. Quá dữ à, không? Trời ơi, dữ. Mẹ dạ. Mẹ đứng lên mặc vô thử coi mẹ. Trời ơi, đó. Thấy giá chưa? À, dạ. Quá dữ luôn. On sale. À ha. Trời. No, on sale. Mà... À, để em bận thử cho chị coi nha. Cái này cho Michigan Noel. Chứ không phải bận ở đây. Dạ. Noel Michigan mới đúng dạ. Chứ. Cái nhà đẹp quá cả nhà ơi. Wow. Nhà đồng đó chị. Nó bớt 50% còn 500 mấy. Trời ơi. Ủa mà sao cô tặng quà sinh nhật cho mẹ con dữ hả? Ơi quà sinh nhật mệt cô tặng nhiều quá vậy? Tại thương. Trời ơi. Trời ơi vậy chứ con đem qua quà này rồi nấu ăn đem qua rồi sao? Con không cái đó đâu có gì đâu. Chị em mấy cái đó thì không có dễ học nó chứ. Ngọc nó giúp cái vụ kéo lên đó. Trời ơi, đẹp ghê không? Dạ, con cả nhà. Neiman Marcus con à. Neiman Marcus, vừa y hả? Dạ. Ra đây biểu diễn xây qua xây lợi cho nó giống như thế chị. Mình mặc vậy nó thoải mái. Thì bởi vì mình nói là Michigan thì chỉ phải bận cái này mà phải bận Christmas với New Year con. Cái này không phải là bận đi chợ. Dạ. Cái này là bận để cho Christmas. Cái này bên trong mặc áo gì vậy cô? Bận áo gì bận trời ơi. Quá áo hả? Cái này lên bằng kim tuyến hay cái gì đây nè. Đẹp ghê. Để tiền bạc trăm trong này nha chị. Không? Ồ cái đó là để cọc luôn chứ còn tiền bạc trăm gì cô. Cái đó quá bự luôn. Trời ơi chị ơi. Cái ít ít thôi. Trời ơi bộ chị tưởng tao em tiền nhiều lắm. Sao có nhiêu đó thôi đó nha. Có nhiều đó mua hết cho em gái nè. Mua hết rồi. Không còn cho mua cho anh Tư. Thôi em vậy được rồi. Không còn cho anh Tư với Ngọc nữa. Quá đẹp ở trong này nó mỹ như vậy không? Ngọc nó có tiền của nó chị à. Chị nhớ vậy đó. Tụi mình già thì mình không có tiền chứ nó còn trẻ nó làm ra tiền. Chị nhớ vậy đó. Trời ơi cho em cái áo em quá ngại quý quá. Quý quá mà em cũng ngại quá. À. Đẹp ha. Cái giá trị nó nằm dưới đó. Quá được. Nó on sale. Nó bán on sale không biết nói tiếng Việt sao. À, thì đó tiếng Việt là sale đó. Sale hả? Sale. Đó, bây giờ nghĩa là có quà đi lên Michigan để bận cho nó ấm. Mà mỗi lần mà Chicago hay là đem Chicago thì đúng điệu rồi nhưng mà mai mốt đi lên nào con Orlando không chừng nó bị lạnh không? Con cũng chưa có biết đi đâu sang trọng ở Orlando không? Cũng đi vòng vòng vậy thôi à. Cái này thì đi cái này đi ăn tối sang trọng á cô. Kiểu đi ăn tối rồi vậy đó. Cái này là Christmas New Year con à. Dạ. Trời ơi, cảm ơn chị nhiều nha. Ê, có không có bạn tuổi mình. Thành ra bảy qua mình dạ, có em qua hai chị em mình kết bạn hả? Dạ. Dạ. Ê mà cái này đưa cho bảy cũng có cái điều kiện. Điều kiện kèm theo điều kiện, tặng quà kèm theo điều kiện, ý cậu vậy đó. Có điều kiện. Dạ. Điều kiện. Nấu ăn.
cái đó là sẵn sàng. Chị okay. Ba cái này chị thấy gì mình không? Ngon nghe. Dạ. Cái này gói cho cẩn thận là dạ dạ để mình gói lại nè. Không coi có khổ ấy vậy, khổ phiền cái không. Bây giờ cô đưa đem ra cho mình coi cái cũ có phải gói lại. Không, tại vì ba cái đồ này cũng cũ rồi con. Cũ rồi. Kiếm cái thùng nào đẹp đẹp bỏ. Không, cái thùng này coi vậy chứ nó chắc lắm. Để dễ nhớ. Cái thùng này là nó có nó có gỗ ở trong mà. Dạ, nó tốt lắm. Đúng rồi. Quá dữ không? Đó, hôm nay là mọi người với lại á, mình để cái thùng này ăn trộm nó có vô nó không thèm ngó. Biết cái này gì phải không? Đó đó, trời ơi cô, cái làm cái gì cô cũng suy nghĩ chứ con. Suy nghĩ bởi vậy giấu đồ kiếm không ra đó. Dàn dàn bây giờ kiếm không ra luôn đó thấy không? Đó. Trời ơi, bảy mấy rồi anh. Đúng rồi. Đâu quá đó con ngang cháu ngoại của ba đó. đi ăn hai cha con nó đói bụng xong rồi cái đi ăn xong về nó mới quay lại nè. Wow. À. Trời ơi ngon quá. Nè mày thích con cột tóc dày quá hả? À. Để cho Điền Quynh coi là cái baby look. This is all the plate and bowl from her grandmother and it's 100 years ago. It belongs in the museum. Very pretty. It should belong to a museum. That's for China. How it? Look at all. It's all. Điền Quynh nhìn như vậy đó. Mày không biết. This is from the elephant. Elephant tusk with silver band. It's locked. Nice. I touched your phone. Hồi nãy giờ ai gọi không? Derek is here. Hi, Derek here. Did you see him? I did not see him. Oh, it's okay. Để cho chú làm đi cô. Cho chú làm xong rồi chú ra. Sao? À, nó có một cái ý kiến tốt là cái sáng tiếng là nó đi xuống từ đây cái nó bơi lại ăn kia, cái nó lên bằng cái đường kia. Wow. Đó, chú nói là mỗi tối là con raccoon nó tới đây nó rửa tay rửa đồ này kia uống nước còn bơi rửa chay. Bỏ chân xuống đi, bỏ chân xuống thôi ơi. Yeah. Nó nói cái đầm của nó dài quá nên không có muốn bỏ chân nó xuống. Nó nói my dress is too long. Lạnh. hơi lạnh. Hơi lạnh thôi. Thấy không? Thấy nhà người. Hả? Không có được. Lạnh lắm. Đó, mẹ với ba hôm nay là qua được nhà của cô Elizabeth, hiểu thêm về cuộc sống của cô Elizabeth. Mọi người cũng biết thêm về cô Elizabeth nữa. À, hi, còn thích nó cột tóc này mẹ dễ thương mẹ ơi. À, tóc này mẹ cột cho nó dễ thương nè. Nó gọn gàng mà nó không có bị lên hết nhưng mà nó cũng như nữ tính đẹp đẹp gái nè. Ba nó muốn mẹ thắt bính cho nó nữa nhưng mà nó đâu có chịu ngồi để cho mẹ thắt đâu. Mẹ có biết thắt không? Biết. Thôi được rồi. Nhiều đủ rồi. Không. Rồi cho nó ngồi vậy thôi, đừng coi. Dạ không, không đủ. Remember you drive to the swimming pool and I didn't wanna? Mm. I cried about you. Come on, nói gì không hiểu nói. Cái hey. Con cái thử coi. Bánh gì hồi hộp hả? À, bánh này được nè. Ngọt. Cái ăn chay. Hả? I have my own food with you. Nó có đồ ăn riêng của nó. Okay. Ngon lắm, bánh xếp nè. Quyên. Okay. Ngon lắm. Yeah. Yeah. Quyên. Yeah. Want coffee? Mommy. No, we have to go. Ai uống coffee không? Dạ không được rồi cô. Nhà nó con nhỏ này nó giỏi quá. Ăn không có hả? Ô, con này cô muốn cho con coi nè. Nghĩa con. Con nói con muốn decorate the tree nè. Dạ. Con pick one color scheme. Yeah. You want red.
Rồi mình làm, dạ. Mình làm, nè đỏ nè. Đẹp ghê không? Hồi nãy cô cho con sợi dây. Đem ra ngoài chưa? Chưa, nãy con bỏ trong á. Sợi dây. No, we don't need our decorations. No, I bought some of the ornaments already. Cái nè, sợi dây nè. Đẹp ha? Lấy sợi dây. We go into the casino. Casino? Hot rock. She can go, right? You've been to the casino. We stay there. Yeah. We stay overnight which restaurant you go to? The Korean? No, we don't know what restaurant we're gonna go to yet. We're going with Choo Jung. Oh, okay. Yeah. The Korean is very nice. Is it? Yeah. Oh, okay. But what are they called? Ở trong cái hát rock đó hả cô? Castle Oak is the... Castle Oak is step, up, the up, best step you can buy. Yeah, it's up market. Nhưng mà it's very nice. Castle Oak, step mà. Để ngày mai vô coi. Ok, Happy Thanksgiving cô với chú. Happy Thanksgiving. Cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị đã tặng cho bây giờ hàng cao. Rồi, khoan. Rau. Có chưa? Bye bye. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Yeah. You have a good time. Rồi, thank you cô. Cái này đồ well, ăn. Happy đồ ăn bún chay cô để con dùng hát. Dạ, chào em. Rồi, bye bye cô nha. Dạ, chào cô. Bye cô. Dạ. nhớ cất lấy cái chén cho kỹ cho mai mất rồi nha. Rồi ok cô, bye bye cô nha. Có gì mình gặp sau. Cảm ơn con tới thăm cái nhà. Dạ, dạ, không, cảm ơn cô. Cảm ơn cô chú. I found you a song about a yellow taxi. Wow. Hai chị em. Hai chị em đó. Trời ơi, cái tuổi này có người nào vậy làm bạn mới được chứ con con. Trời. Con đi chơi với hai mấy 30 tuổi thôi. Con còn chơi với con trai không à? Rồi, bây giờ là về tới nhà Ngọc rồi đây mọi người ơi. Để coi người ta có lấy thư chưa. Ồ, cũng chưa lấy thư luôn. Hà Ngọc á, mỗi ngày ship á là cứ đem ra đây để vậy nè. Đưa thư người ta tự động tới tới. Rồi ba cắm mấy cái cây vô đi ba. Cắm mấy cây rồi để nó chết á, để nó chết á. Rồi cho xuống đi hoài à. Rồi bây giờ Ngọc ra Ngọc quay cho mọi người coi ba Ngọc trồng cái này á, là biết gì không? Cái này là chén dĩa Ngọc đem cơm nhập với mẹ đem cơm gà qua cho cô Elizabeth á. Rồi cô Elizabeth trả chén dĩa. Trời ơi, bây giờ vô nhà là không khí Noel không à. Đây, ông ngoại này chuẩn bị trời ơi coi kìa. Coi cái này nó mọc đã ghê chưa mọi người, lá dứa nè. Mẹ ơi. Mình phải nghiên cứu mình làm gì với lá dứa này đi mẹ cho vui. Lá dứa này phải nghiên cứu làm sao là làm gì nè. À làm gì cho vui. Mà biết sao nó bị ngã, nó cao quá nó bị ngã mẹ ơi. Giờ làm sao cho nó cái thằng ta. Bà lấy cái cây bà ấy rồi. Đây nè, mấy người bữa cắt cây giờ hư hết của ta nè. Mình phải nhổ lên hết luôn đi cho rồi. Rồi giờ bà tính trọng này đâu? Trồng bên này nè. Ok, rồi. Mình ăn hết rồi, giờ mình chỉ để đi đó nè. Ồ, cái gì đây cô này? Mùng tơi cô Elizabeth cho giờ ok nè. Đó, đúng rồi, anh vô đó, anh cầm. Ủa, đầu hành mày cũng cắm luôn à hả? Mày cầm hành. Con không biết luôn á. Con tính đạp, con bước vô tự nhiên thương nhìn xuống thấy đầu hành á. Nào lỗ xuống à, cho sâu xuống chút ba. Tới rồi đó. Ba chứ không biết đâu, ba con để con chỉ cho ba cho. Biết mà, trời ơi. anh dở cái cây này cho nó lại mẹ nằm bên đây đi. Này hả? Đó, dở cái nằm qua đó. Nó để cho mà nó mọc qua nó đèn cái ngã cây. À. Ba sao ba làm cạn quá ba. Đó, thấy trời. Vậy hả? Tới rồi đó. Xong gần cây nó gần cái cây á, anh tưới dễ đúng không?
Đúng. Đâu có cái dây kéo ra được xa thiệt xa lắm mà mẹ. Bà chồng khỏe chưa? Bà chồng khỏe được. Bà chồng là khỏe nhất cái này, khỏe nhì. Không có, anh ghim vô 2-3 cây đi. Một chùm 2-3 cây gì đó. Nó không có chán đâu. À, chồng ơi, chồng gì bên này cần cua đó. Không, giúp cá con. À, giúp cá, giúp cá. Con cứ lộn hoài mẹ. Con cứ lộn hoài. Con hắn cứ cần cua với giúp cá mà cứ cần. Lộn hoài, bực thiệt chứ. Dạ. À, cái bắt đầu cái xịt nước hay xong. Ừ. Đó. Đi dễ trồng. Dạ, tự nhiên cái qua bên Mỹ thành nông dân luôn ta. Ừ. Nhớ cái thùng giúp cá con ở nhà nhé. Dạ, giúp cá con khỏe nhất á. Để im nó không tưới không gì hết á. Mùa đông cũng để ngoài đó luôn, tự động cái lên. Không biết có tiết không. Hay thiệt cái chứ. Quá trời giúp cá luôn. À, bên xa xa một chút không? Đúng rồi. Nông gần ngoài cái chân anh nè. Ừ. Không được. Cái cây này nè, ngập ho ngập. Ho đem nấu nước uống hả? Đâm, mọi người, kết thúc cái video clip của một ngày hôm nay. Qua nhà của cô Elizabeth rất là vui, học hỏi được và biết được rất là nhiều thứ. Gì mẹ? Gì con? Ở đâu? Con forgot ở đâu? Con quên ở đâu? Michigan now. You should go and get it right now. Nó bỏ quên con búp bê bên Michigan này. Nó bây giờ mẹ phải về bên đó mẹ lấy liền giùm con đi. Nó làm y như đi Michigan, nó làm y như đi chợ vậy. Nó làm như đi chợ vậy, Michigan mà làm như đi chợ. Rồi mốt mốt về chuẩn bị về Michigan rồi đừng lo. Cây ớt hả bà? Ớt đó. À cây ớt đó. Cái này là ấy nè. Này là cần cua đó, cái đó đúng cần cua đó. Cua này trồng xa xa là mới được. Biết sao không, cái này nó chảy nhảy dữ lắm. Không có, nó có hột kìa, nó có hột, nó rớt hột, nó lên dữ lắm. Mom, you should record going home and then get the dog right now. Nói mẹ đi về nhà đó, mẹ làm cái video mẹ đi về nhà. Xong rồi để mẹ lấy búp bê. À, ý là về nhà, đi về Michigan lấy búp bê chơi chay là làm cái video cho cô chú coi. Trời. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này nha. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Like cho cái video, comment ở dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người.